Anh ơi, ơi, còn tuần nữa là chúng mình cưới nhau rồi đấy. Ừ. Anh còn một hứa gì với em, anh hứa nốt đi. À, anh hứa anh sẽ yêu thương em trọn cả cuộc đời này nhá. Yêu thương thôi chưa đủ đâu. Ờ, thế còn như nào nữa? Anh hứa với em ba điều. Ừ, em nói đi. Điều thứ nhất là anh sẽ không bao giờ được tác động vật lý với em. Được, đàn ông không được động vật lý phụ nữ đâu, em yên tâm. Điều thứ hai là bao nhiêu tiền lương của anh phải đưa hết cho em. Mỗi tháng anh chỉ cầm 200.000 tiền tiêu thôi. 200.000? Nhiều thế em, anh chỉ cần 100.000 một tháng thôi. Điều thứ ba là quan trọng nhất đây này. Vợ chồng với nhau ấy thì kiểu gì cũng có lúc xô bát xô đũa, đúng không anh? Đúng rồi. Thế nhưng mà ấy, nếu có cãi nhau thì cũng sẽ không được cãi nhau của 24 giờ đồng hồ. Ừ. Và nếu có cãi nhau đi chăng nữa thì lúc nào anh phải ôm em. Lúc nào anh phải ôm em, ngay cả cái lúc đi ngủ. Ừ, cái này anh làm được các bạn. Tưởng gì ôm phụ nữ thì tận đâu nào mà chả làm được, nhất là anh. Anh nhớ đi nhá. Ừ, anh nhớ. Anh xem lại bản thân anh đi. Bạn đâu, tôi làm sao? Cô nói tôi mà cô không nhìn lại cô đi. Cô xem cô làm vợ kiểu gì mà suốt ngày tôi vừa đi làm việc cái hỏi tiền đâu, tiền đâu, tiền lương ở đâu. Quá, bộ tôi là cái ATM à, cái máy rút tiền à? Anh nghĩ anh làm cái gì? Ngày xưa anh hứa với tôi như nào? Anh bảo anh yêu thương tôi, anh chăm sóc cho tôi. À, mỗi tháng anh chỉ giữ lương khoảng 200, qua lắm lên đến 500.000 thôi. Thế mà hôm nay giữ mặt đâu? Tiền đâu? Tiền lương đâu? Nói cô biết nha, cái lúc đấy là tôi mới yêu tôi xí mồm thôi. Chứ bây giờ tôi hỏi đấy, có thằng đàn ông nào mà có 200.000 một tháng tiêu được không? Vớ vẩn. Thế anh muốn bao nhiêu? Không biết, tiền của tôi tiêu. Đi ngủ, mạng đi làm. Cùng đi còn đến đấy. Thì canh nha. Thank you.